xin chào tất cả các bạn nhé, chúc các bạn ngày mới khỏe. Buổi sáng hôm nay tiếp tục đi trên xe cùng đồng với các bác tài xế rất là quen thuộc các bạn nhé. Đi trên xe được trang bị con cơ máy 24 ngựa. Chào xe nhá. Xe vẫn đẹp đấy nhỉ. Pin điều khiển chiếc máy xúc mini FK50 rồi. Còn cần kỹ thuật. Này rất là cũ rồi. Con này khá là lát. Cảnh rất là đẹp. Các bạn tài xế rất là vui tính. Để được trang bị thì nó rất là cẩn thận các bạn nhé. Này nó lắc ác không nhỉ? Đẹp từ xa là chiếc xe vô anh khiếp, con xe khá là lát. Đổi trong ngõ này ạ. Cái chiếc xe ô tô tải vào ngoài rất phù hợp với con đường nhỏ ở trong. Hai bác tài chạy buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy rất đông những chiếc xe ô tô tải qua.
nhìn thấy người luôn các bạn nhé. Một công trình san đắp cầu đường, một cây cầu được làm ở đây các bạn nhé. Rất đông các bạn tài xe ô tô tải Hoa Mai. Các bạn vừa thấy ở đây còn hai bác nữa. Vị trí buổi sáng ngày hôm nay có tới 5 chiếc xe ô tô tải Hoa Mai chạy công trình đây. 5 xe, phải nói là một con số rất là ấn tượng. Rất là dày kinh nghiệm. Nếu công đồng có thích công đầu không? có công đồng gốc đầu quay ở sướng. Comment để cho em quay. Làm quả bắn chim nhỉ? Cho anh bảy áp nhá. Đâu, nó sang. Đây, đây. Đúng rồi. Bắn chim thật. Béo em quay nữa. Một con máy sông Hitachi. Một con Hitachi 130 các bạn nhé. Máy này 135 các bạn nhé.